Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một con nái nó đẻ xong khoảng 10 ngày đã bắt đầu nó lên giống. Thì hôm nay là tới ngày nó lên giống nha. Hôm nay là ngày thứ ba nha. Thì mình sẽ quay mối tinh cho các bạn xem. Đây nó đứng dậy rồi nè. Đây con nái nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phối tinh hướng dẫn các bạn mới vào nghề nha. Đây là nái mang bầu rồi, 28 tháng 3 là nó sẽ đẻ nha. Khi mình mua tinh thì mình nên chọn chỗ uy tín và chất lượng nha. Rồi nên chọn có nguồn gốc rõ ràng. Rồi ống phối tinh thì mình nên nhúng qua nước nóng để sát khuẩn để cho phối tinh nó đạt hiệu quả hơn nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Clip sau mình sẽ ra là tính chi phí nuôi một con nái, sẽ xem lợi nhuận một con nái được bao nhiêu nha. Đây là chai tinh thì chúng ta banh vào cái chúng ta chọc vô chúng ta chọc từ từ thôi, chúng ta bôi lên lên cái tinh để bôi trên nha. Và chúng ta chọc từ từ vô, khi mà nó đã vô được chút rồi chúng ta sẽ ghim chai tinh vô. Chúng ta nên cắt nhỏ cái đầu tinh này nha để cho nó dễ vô cái ống này nè. Bắt đầu chúng ta vừa bóp vô cho đặt cho cái đầu này nè nó chảy vô phía trước. Rồi chúng ta cứ từ từ vô. Khi mà khi nó không vô được á thì chúng ta nên xay cái ống này, chúng ta xay mà xay từ từ thôi nha. Rồi là chúng ta đã đi chịu đó, rồi chúng ta đưa từ từ vô. Chúng ta nên bóp từ từ vô. Khi nào mà chúng ta đưa gần tới trong luôn rồi chúng ta mới bóp nha. Đây chúng ta đưa sâu vô, thường thường con heo tơ á là nó còn là từ đây tới đây là khoảng một gang tay, mà cái này nái đã xong rồi thì chúng ta nó còn vô đâu được nữa thì chúng ta đưa vô nha. Đây là nái một đứa nó cũng đầy được rồi. Rồi khi mà đã vô được rồi á thì chúng ta rút lại một ít, tí xíu thì thôi để cho cái đứa tinh nó dẫn điểm thôi là nó bị tắt cái đầu đó. Bắt đầu chúng ta bóp từ từ thôi, thì chúng ta khều ở dưới này của nó nè, hoặc là chúng ta gờ bụng sờ lưng của nó, sau chúng ta bóp từ từ vô. Đấy, khi mà trái chai đã xẹp thì chúng ta sửa trái chai lại nha, thì chúng ta ghim lại. Chúng ta cũng làm như thế, chúng ta bóp từ từ vô. Chúng ta bơm tinh, chúng ta nên bơm từ từ thôi nha. Bơm mà nhanh quá là tinh nó sẽ chảy ra ngoài nha. Đây. Đây là quá trình phối tinh để cho con heo nó đậu nhiều nha. Thì chúng ta phối nên phối 3 chai nha. Sáng, chiều, rồi sáng 2 nữa nha. Rồi chúng ta khi phối xong thì chúng ta rút từ từ ra. Đó, chúng ta phối vô sâu vậy á là con heo nó không tinh, nó không có tràn ra ngoài nè. Một chút á, là nó cũng có tràn ra ngoài, nó ở trong nó sẽ đẩy ra ngoài nhưng mà nó đẩy một ít thôi. Thường thường á, chúng ta phối không tới con heo á, đút vô không tới nó là chúng ta phối là như một chai thì phối nó ra hết ba phần rồi, 10 phần ra 3 phần rồi. Thì bây giờ con heo chúng ta đã phối xong thì tinh nó không còn nữa. Này. Xong hết chai rồi. Đó, khi chúng ta phối xong á là một tí là con heo nó sẽ chào ra một ít nha. Không có con nào mà tinh vô được 100% hết nha các bạn. Nó cũng phải có một ít tinh nó chào ra ngoài. Thì các bạn xác định ngày phối á là ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Rồi xong tiếp đến là ngày thứ ba là chúng ta sẽ phối.
ngày thứ ba chúng ta phối sáng chiều và ngày thứ tư chúng ta phối thêm buổi sáng nữa nha. Còn nếu mà ngày thứ ba mà nó lên còn yếu á thì chúng ta phối chiều ngày thứ ba rồi hết ngày thứ tư luôn nha, sáng chiều ngày thứ tư luôn. Đây là con heo mà nó đã đẻ được hai lứa nha. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem con heo đẻ hai lứa. Con heo này hiện tại là nó đẻ lứa thứ hai này là 14 con nha. Rồi bắt đầu bây giờ là mình phối lứa thứ ba nè. Đó. Tinh nó sẽ trào ra một ít nha, như mình phối 10 phần thì nó ra sẽ tầm 3 phần nha. Còn mà lúc chúng ta đang phối á, phối 10 phần mà nó trào 3 phần rồi, một chút nó trào thêm 3 phần nữa là nó ra là 5 phần, nó 6 phần rồi đó. Là một chai tinh chúng ta vô cái nửa chai à. Mà thường thường á, thú y nó đi phối á, phối một lần hai chai luôn. Thì các bạn nghĩ là một lần hai chai thì nó vô được bao nhiêu? Ở đây mình phối một chai mà nó còn ra như vậy thì hai chai thì nó vô được bao nhiêu? Thì mình nuôi kinh tế thì mình nên tự phối ở nhà để mình đảm bảo quá trình phòng dịch nha. Đây là con heo đã mang bầu rồi nè, chim nó nhỏ nè. Đấy, các bạn nhìn thấy con chim nè. Đây. Còn đây là con chim của con heo lên giống ngày thứ năm nha. Ngày thứ ba thứ tư là phối rồi. Đây là ngày thứ năm là nó đã xẹp xuống rồi nha. Đây nè. Ngày thứ năm là nó đã xẹp xuống rồi nha. Rồi đây là con heo mà nó nuôi con nè. Đây các bạn nhìn thấy không? Chim heo nó không lên giống là nó nhỏ xíu, nó nhọn như vậy nè. Đây là heo tơ nè. Đây là chim của heo tơ. Đây là ba con này là mang thai lứa đầu hết nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi clip sau mình sẽ ra là chi phí nuôi một con nái nha, để xem một con nái là mình thu về lợi nhuận bao nhiêu nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.